Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Pham. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Desem Eczema Repair Cream được sản xuất tại Hà Lan. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về De Eczema Repair Cream cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của De Eczema Repair Cream: Aloevera Barbadensis Gel, Galactoarabinan Poliglucoronic Acid Cross Polymer, Nước, Ethylhexyl Stearate, Glycerin, Zinc Oxide, Caprylic/Capric Triglyceride, Oxide isopropyl maristate, cetirin ethylhexanoate, PEG 30 dipolyhydroxysterate, magnesium sulfate, phenoxyethanol, tocopherol acetate, ethylene Dạng bào chế. Dạng kem. Chàm là gì? Chàm là tình trạng viêm da thường gặp bởi nhiều nguyên nhân. Khu vực da mắc bệnh sẽ nổi những mụn nước mẩn đỏ khiến cơ thể bị ngứa. Bệnh nhân đặc biệt là trẻ em thường không thể kiềm chế được mà gãi vào những mụn nước này sẽ khiến da bị tổn thương trọng hơn. Công dụng và chỉ định của Desem Eczema Repair Cream Điều trị các triệu chứng của bệnh tràm và dị ứng da, viêm da cơ địa Làm giảm ngứa và điều trị da bị tổn thương, ửng đỏ và khô Thúc đẩy quá trình làm lành tự nhiên của da và làm vô hiệu hóa các vi khuẩn có hại Làm mới và điều chỉnh làn da Cách dùng và liều dùng của Dexem SGMA Repair Cream. Để điều trị các triệu chứng của bệnh tràm và các loại dị ứng da khác, thoa lên da bị kích ứng 2 lần mỗi ngày hoặc thường xuyên hơn nếu cần. Dexem SGMA Repair Cream chỉ dùng bên ngoài da. Sản phẩm nên được sử dụng ở nhiệt độ phòng. Chống chỉ định của Dexem SGMA Repair Cream. Không dùng cho người mẫn cảm với thành phần nào của sản phẩm. Lưu ý khi sử dụng Desem Eczema Repair Cream. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm được dùng cho trẻ em từ 4 tuổi trở lên. Tránh tiếp xúc với mắt. Nếu sản phẩm dính vào trong mắt, hãy rửa nhiều lần bằng nước sạch. Nếu sản phẩm vẫn còn trong mắt, nên đến bác sĩ gần nhất để được kiểm tra. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Desem Eczema Repair Cream đồng thời biết cách sử dụng Desem Eczema Repair Cream sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà Thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.